Tiểu sử Ngân 98, hot girl thị phi với những màn khoe thân táo bạo. Để lại sự ấn tượng về hình ảnh hư hỏng trong mắt dư luận, Ngân 98 với sở trường khoe thân tạo dáng phản cảm là cái tên không còn xa lạ trên mạng xã hội. Ngân 98 là ai? Hot girl ngực khủng hay hot girl thị phi? Tất cả những danh xưng này đều gắn liền với tên tuổi của Ngân 98. Trẻ, xinh đẹp, nhưng Ngân 98 lại mang đến cho người khác cái nhìn thiếu thiện cảm trầm trọng về hình ảnh của bản thân. Ngoài chuyện thích khoe dáng táo bạo, đi cùng các phát ngôn gây sốc, thì mối tình với Lương Bằng Quang cũng là những tâm điểm khiến người ta chỉ trích không ngớt. Nhưng Ngân 98 vẫn thích làm những gì mình muốn, mặc cho gạch đá có tăng lên đến đâu. Tiểu sử Ngân 98, tên thật Võ Thị Ngọc Ngân, năm sinh 19 tháng 1 năm 1998, quê quán Bình Định. Nổi tiếng bằng những trò lố gây sốc trên mạng xã hội. Ngày nay, dường như có quá nhiều cách dễ dàng để trở nên nổi tiếng, ví như phát ngôn sốc, lộ ảnh. Và Ngân 98 cũng nổi lên từ những việc không mấy đẹp đẽ cho lắm. Danh xưng hot girl ngực khủng bắt nguồn từ những hình ảnh lộ hàng nhức mắt, phản cảm, không còn lời nào diễn tả, cứ ngày một tràn lan trên trang cá nhân. Dường như là sở thích của cô nàng này vậy. Không những thế, Ngân 98 còn thực hiện một clip miệt thị người ngực phẳng, gây bão trên mạng xã hội. Ngay lập tức, cô đã bị công chúng ném đá tơi tả, sau cùng cũng đã lên tiếng xin lỗi và hứa thay đổi bản thân. Nhờ chuyện này mà Ngân 98 càng trở nên nổi tiếng hơn. Đây cũng là dịp giúp cô có thể dễ dàng tham gia vào các hoạt động giải trí như đóng phim, xóm trọ thiên đường, quay MV cho ca sĩ Quang Hà. Nhưng mức độ cũng chỉ đến đó và không đi xa thêm nữa. Ngân 98 còn từng gây chú ý khi đồng hành cùng Mon 2000. Một người bạn thân thiết cũng bị thị phi 19-10 không kém mình, sánh vai dự thi The Face 2017. Chỉ ngay vòng ngoài thôi, cả hai đã khiến nhiều người chú ý, nhưng sau đó họ đã rút lui khỏi cuộc thi vì lý do riêng. Nổi lên chỉ vì những hình ảnh khoe thân không kiêng dè, trang cá nhân của Ngân 98 thu hút hơn 700.000 lượt theo dõi. Dựa vào lợi thế này, hot girl ngực khủng khá thành công trong việc buôn bán hàng online. Mới đây, Ngân 98 cùng Mon 2000 đã thực hiện một bộ ảnh hở bạo phản cảm tại Vũng Tàu, với trang phục thiếu vải trầm trọng cùng với các tạo dáng táo bạo khiến ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. Khi bị chỉ trích, Ngân 98 nói rằng bộ ảnh này thực hiện nhằm kỷ niệm tình bạn thân với Mon 2000. Các cô nàng cho đó là bình thường bởi vì họ vốn dĩ theo hình tượng sexy rồi. Còn nếu mặc thiếu vải đi shopping thì mới gọi là phản cảm. Trước đây ít lâu, Ngân 98 tuyên bố chán khoe ngực và sẽ quay đầu là bờ, đi theo khuynh hướng ăn mặc tích cực hơn. Nhưng lời nói vẫn chưa đi đôi với hành động cho lắm thì phải. Danh sách thị phi của Ngân 98 hầu như chưa có hồi kết khi cô đạt danh hiệu Á hậu doanh nhân tại cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp thế giới với tuyên bố hùng hổ: từ nay hãy gọi Ngân 98 là Á hậu. Câu nói này nhận được khá nhiều chỉ trích vì cho rằng đây chỉ là cuộc thi ao làng. Đồng thời Ngân 98 cũng đã có nhiều cuộc trùng tu nhan sắc chứ không phải hoàn toàn tự nhiên. Tiếp đó, ngày 15 tháng 12 năm 2019, một đoạn clip xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội với hình ảnh của một cô gái không vải che thân, tạo dáng phản cảm. Nhiều người cho rằng chủ nhân clip nóng này chính là Ngân 98. Trước đó, hot girl thị phi từng chia sẻ mình bị mất điện thoại vào tay kẻ xấu và bị uy hiếp đòi tiền, nếu không sẽ phát tán những hình ảnh nhạy cảm lên mạng. Ngày 7 tháng 3 năm 2020, Ngân 98 bị bắt giữ khi đi diễn DJ tại quán bar. Tin tức cho hay vì nghi ngờ cô có sử dụng chất cấm nên công an đã tạm giam và sáng hôm sau cho về.
vụ việc đã gây xôn xao khắp mạng xã hội. Tháng 5 năm 2020, Gia Gia Trương Nhi và Ngân 98 đấu tố qua lại. Trong khi đó, Gia Gia Trương Nhi đầu tiên là lên tiếng mong mọi người đừng nhắc đến Nhi liên quan tới tình cũ Lương Bạc Quang nữa. Ngân 98 thấy vậy đã đáp trả rằng chính Trương Nhi ngày xưa ngoại tình trước, cả hai lời qua tiếng lại. Cuối cùng Trương Nhi quyết định kiện Ngân 98. Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Ngân 98 đi diễn tại Hà Nội với trang phục hở bạo, khoe vòng ba trước mặt nhiều người. Vụ việc gây xôn xao cộng đồng mạng. Sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tiến hành xử phạt Ngân 98 40 triệu đồng về hành vi ăn mặc phản cảm đi biểu diễn. Mối tình chú cháu nhiều thị phi với ca sĩ Lương Bằng Quang. Mối quan hệ với ca sĩ Lương Bằng Quang khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Đây còn được xem là cặp đôi thị phi nhất nhì showbiz Việt. Cả hai quen nhau khi Ngân 98 đến studio của nam ca sĩ học tập, rồi mối quan hệ từ chú cháu đến anh em và trở thành người yêu cứ dần tăng tiến. Lúc đầu cả hai đều phủ nhận, thời gian sau thì chính thức công khai yêu nhau. Nhưng điều khiến người ta nhớ về mối quan hệ của họ chỉ đơn giản hai từ, thị phi. Trong thời gian yêu đương thắm thiết, cả hai thường xuyên đăng những bộ hình ảnh vui vẻ lên mạng xã hội, còn cùng rủ nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ. Vốn dĩ Lương Bằng Quang là một nam ca sĩ lâu đời tại Việt Nam, nhưng từ khi quen Ngân 98, tiếng tăm của anh ngày càng được chú ý hơn. Không phải là đi theo hình ảnh tích cực, mà ngược lại, toàn là những thứ khiến người khác chán ghét. Sau khi trùng tu nhan sắc, chẳng bao lâu cặp đôi đã đường ai nấy đi. Không ít người thở phào nhẹ nhõm rằng cuối cùng cũng không còn thấy cặp đôi kẻ tung người hứng làm trò lố này nữa. Nhưng không phải chia tay nhau đã xong, chuyện ồn ào còn kéo dài sau đó. Ngân 98 tố Lương Bằng Quang ngoại tình khi đang quen cô. Cuộc đấu tố qua lại giữa hai người cũng làm ầm ĩ trên mạng xã hội một thời gian. Nhưng một thời gian sau, cả hai nối lại tình xưa và trở thành cặp đôi thị phi nhất showbiz Việt, thường làm những trò lố bị cư dân mạng ném đá. Cả hai từng đi trên đường và bất ngờ bị người khác nhào vào đánh. Hay Ngân 98 nằm trên người Lương Bằng Quang cùng nhau livestream. Nam nhạc sĩ thấp tùng bạn gái ăn mặc hở bạo đi diễn.